Dạ rồi, em Thắng Pro Sài Gòn kính chào anh em. Nay em quay chi tiết cái con âm ly Denon QX10 3 la mã limited. Thì em vừa về ngày hôm qua thì có một anh khách chốt rồi ha. Thì giờ em quay em chi tiết em test và gửi cho anh. Đây là công viên nguồn green của theo máy rất là to. Thì về phần mặt mũi đây, không một chấm, không một phẩy gì hết ha, rất là mới. Đây, cận cảnh cho anh em xem luôn. Đấy, rất là keng. Thành vách phía trên nè. Logo còn bóng lóng luôn, 7 màu. Đấy, rất là đẹp. Thì phần nắp em đã vệ sinh xong, em mở đây nè, ốc ác là vàng ống hết luôn nè. Xíu em sẽ bắt nắp vào và dặn ốc vào và quay luôn ha. Đây thì phần ruột gan nội thất đây. Thì đối với Denon QX10 3 la mã thì nó sử dụng 16 sầu hạch phét ha. Mỗi ghế này là 8 con nè, được bọc đồng chống nhiễu rất là chất. Và chiếc em đây này hậu rất là sâu ha. Đây là phần phía sau, các chân rắc là vàng ống ánh hết, như mới luôn nè. Rất là keng ha. Thì con này có công suất tiêu thụ điện là 300W điện 100V và công suất thực cơ lôi cho 8 ohm là 100W trên một kênh 8 ohm, và đối với 4 ohm thì nó cho ra 200W cho 4 ohm ha. Đây, sửa với tay trái. Và đây là tổng thể nội thất của chiếc âm ly Denon QX10. Thì tăng phô hãng đúc luôn ha. Đây, mới keng xà beng luôn. Rất keng ha. Rồi thì bây giờ sẽ gắn nắp vào. Dạ rồi, thì em đã bắt cái phần nắp vào. Đây, ốc ác là vàng ống luôn. Đây, phần nắp phía trên nè, không có vết lông mèo luôn. Vách này nè, bên đây cũng vậy. Rồi thì bây giờ sẽ gắn dây vào test ha. Dạ rồi, thì em đã dặn gắn dây kết nối vào, thì em kết nối với cái cặp BMW 603S3 ha. Thì cặp này bữa em có quay chi tiết rồi, giá là 20 triệu anh em ha. Rồi, mời anh em nghe đoạn nhạc. Nhưng anh đừng đến nhé, để nghĩ
Đấy, tiếng rất là tuyệt vời ha. Thì đối với đàn ông US10 35 mã là dòng militech thì anh em có thể ghép được rất là nhiều dòng lo, từ lo 25 30 tính tới những dòng lo cọp pin đúp GB hay tay nôi gì anh em mà ghép được chơi tất tật ha. Rồi em cũng xin kết thúc clip ha. Rồi em cảm ơn anh em xem clip.